Xin kính chào quý vị. Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 107 của phòng khám thanh trị. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có một căn bệnh thường gây cho chúng ta đau nhức các cái xương khớp, đặc biệt là các cái khớp xương bàn, ngón chân, khiến cho chúng ta đau nhức không thể đi lại được, đó là bệnh gút. Nó được mệnh danh là bệnh của nhà giàu, bởi vì nó thường xuất hiện ở những người thường có cái chế độ ăn uống nhiều chất đạm. Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị và các cái cách phòng ngừa căn bệnh gút này. Mời quý vị cùng theo dõi. Phần thứ nhất, tôi sẽ trình bày với quý vị định nghĩa về bệnh gút và các cái yếu tố dịch tễ căn bệnh gút ở việt nam của chúng ta à, trước tiên à, tôi xin định nghĩa bệnh gút là gì à, theo định nghĩa của hiệp hội xương khớp của việt nam thì à, bệnh gút hay còn gọi là à, bệnh thống phong theo cái cách gọi của đông y à, nó là một dạng viêm khớp rất là phổ biến đây là một bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân burin à, nó thuộc cái nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa gây tăng cái axit uric trong máu và nó làm lắng động các cái tinh thể urat ở như trong các cái mô cơ gây ra cái căn bệnh này thì cái người bệnh á thường có những cái cơn đau rất là đột ngột và dữ dội ở các cái khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối kèm theo là những cái cơn đau nhức đó là những cái hiện tượng sưng nóng, đỏ đau thậm chí là nó làm cho người bệnh không thể đi lại được do rất là đau đớn. Theo thống kê của ngành y tế Việt Nam vào năm 2003 thì cái tỷ lệ bệnh gút nó chiếm khoảng 0,14% dân số và nó tăng lên 1% dân số vào năm 2014. Trong đó 96% là nam giới và trong cái nhóm đó thì có 38% ở cái lứa tuổi khoảng 40 tuổi. Thì đây là một cái tỷ lệ rất là cao ở nam giới và ngày nay thì càng ngày nó càng có cái xu hướng trẻ hóa tức là những cái bệnh nhân không còn phải là ở cái lứa tuổi khoảng 40 nữa mà ngay cả 25 30 đã có những trường hợp mắc căn bệnh gút rồi người ta gọi là cái xu hướng trẻ hóa ở căn bệnh này. À, do cái bệnh này nó liên quan đến những cái người mà có cái chế độ ăn nhiều chất đạm À, như quý vị biết đó, trước kia thì đời sống của người việt nam mình đa phần là còn khó khăn cho nên là người nghèo thì không có thịt cá để mà ăn nhiều à, như bây giờ chỉ có những nhà giàu mới có nhiều thịt cá để ăn trong cái khẩu phần ăn của người ta thôi vì vậy mà nó thường gặp ở những cái tầng lớp khá giả ở trong cộng đồng dân cư của chúng ta cho nên nó được gọi là bệnh nhân là cái bệnh của người giàu tuy nhiên thì ngày nay đã do cái đời sống của Việt Nam chúng ta nó tương đối đầy đủ rồi cho nên là cái khẩu phần ăn nó rất là phong phú về các cái chất dinh dưỡng do đó mà cái bệnh gút này cũng xuất hiện ở nhiều cái đối tượng khác nhau chứ không còn riêng của những cái người gọi là bệnh của nhà giàu nữa. Đó là cái tình hình dịch tễ của bệnh gút trên cái địa bàn Việt Nam của chúng ta. Thứ ba, tôi sẽ trình bày về các cái nguyên nhân gây ra bệnh gút. Thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân. Một là nguyên phát, hay là thứ phát. Nguyên phát có nghĩa là À, chúng ta không có tìm thấy một cái nguyên nhân nào cụ thể để gây ra bệnh gút à, thường thì nó mang cái yếu tố di truyền à, tức là người ta nghiên cứu thấy rằng à, trong gia đình mà có cha hay mẹ hay anh chị em ruột mà bị bệnh gút thì khả năng những cái người con của gia đình đó có nguy cơ cao hơn à, là những người khác không có cha hay mẹ hay anh chị em ruột bị bệnh gút à, và người ta cũng nghiên cứu thấy rằng nó có một số các cái gen nó mang cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ bệnh gút này lên ở trong một số các cái gia đình do đó thì người ta nhận thấy rằng nó có cái yếu tố di truyền ở trong cái bệnh gút này tuy nhiên thì nó cũng không có cụ thể và nó cũng không có chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái nguyên nhân gây ra bệnh gút ngoài ra thì người ta còn thấy trong cái nhóm nguyên nhân nguyên phát này thì nó phụ thuộc vào các cái loại thực phẩm mà chứa nhiều nhân buriin như là gan thận hoặc là những cái loại hải sản có vỏ như là tôm cua chẳng hạn rồi bia rượu cũng được xem là những cái nguyên nhân làm cho bệnh nó dễ phát triển hơn. người ta gọi là những cái bệnh nhà giàu là vì vậy. Và cái bệnh này thì nó gặp khoảng 90 đến 95% ở cái nhóm là nam giới, ở nữ giới thì ít gặp hơn và cái độ tuổi thường gặp là từ 30 đến 60 cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân thứ phát thứ phát có nghĩa là cái bệnh gút này nó phát triển sau một số các cái loại bệnh mà cái người đó mắc phải ví dụ như là cái nhóm bệnh mà nó làm tăng cái sản xuất axit uric và hoặc là nó một số cái cái nhóm bệnh mà nó làm giảm cái vấn đề thải uric ra hoặc là vừa cái nhóm bệnh mà vừa làm tăng acid uric máu vừa làm giảm khả năng thải acid uric của thận thì đó là cái nhóm bệnh thứ phát cụ thể là một số các cái bệnh lý về thận giả sử như suy thận chẳng hạn nó làm cho cái độ lọc cầu thận giảm xuống vì vậy mà cái nồng độ acid nó được thải trừ qua thận cũng giảm nhóm bệnh lý thứ hai là nhóm bệnh lý về máu như là một số các cái bệnh bạch cầu cấp chẳng hạn nó cũng làm cho tăng cái axit uric máu ngoài ra người ta thấy là một số các cái loại thuốc như là thuốc lợi tiểu furosemid tiazid chẳng hạn nó cũng làm cho axit uric trong máu tăng lên ngoài ra khi mà người ta sử dụng một số các cái loại thuốc để ức chế tế bào để điều trị các cái loại bệnh ác tính như là thuốc chống lao như ebabutol biralazinamid chẳng hạn thì nó cũng làm cho axit uric ở trong máu tăng. thì các cái yếu tố nguy cơ của bệnh đó, thì nó gồm có là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp, bệnh nhân béo phì và một số những cái bệnh về chuyển hóa như là bệnh đái tháo đường thì cũng làm cho cái nồng độ axit uric trong máu nó tăng. thì đó là hai cái nhóm nguyên nhân làm cho chúng ta bị bệnh gút. phần thứ tư tôi sẽ trình bày về các cái triệu chứng khi mà chúng ta bị bệnh gút thì ở giai đoạn đầu tiên thì người ta ghi nhận rằng có một số người mặc dù xét nghiệm thấy có cái nồng độ axit uric trong máu tăng cao nhưng không hề xuất hiện triệu chứng thì ở đây người ta gọi là cái nhóm nguy cơ chứ chưa phải là bệnh gút nhưng mà khi mà có nồng độ axit uric trong máu tăng cao thì đây là người ta xếp vào cái nhóm nguy cơ thì ở giai đoạn đầu thường là chưa có triệu chứng gì hết mặc dù là đã có nồng độ axit uric trong máu tăng cao rồi nếu mà mình không có được điều trị mình không kiểm soát được và nó tăng lên đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ lắng động các cái tinh thể urat ở trong các cái mô cơ khớp nó gây ra những cái cơn đau đột ngột và những cái cơn đau này thì thường xuất hiện về ban đêm và nó có thể nhận biết thông qua các cái triệu chứng là sưng nóng đỏ đau đó là những cái thể gút cấp rất là điển hình thì cái cơn đau của nó là cái triệu chứng đau xảy ra phần lớn là ở các cái khớp ngón chân cái mắt cá chân đầu gối cổ tay cổ chân còn những cái khớp lớn như là khớp háng khớp vùng vai vùng chậu thì người ta nhận thấy rằng nó ít xảy ra và cơn đau này nó có thể trở nên rất là nghiêm trọng, nhất là trong vòng từ 4 đến 12 giờ đầu tiên sau khi mà nó bắt đầu cái cơn đau. và sau đó thì dù được điều trị hay không thì cái cơn cấp này nó cũng giảm dần. Sau đó thì các cái khớp này nếu mà không được điều trị thì nó sẽ trở nên sưng, nóng, đỏ, đau và nó tiến triển thoái hóa các cái khớp đó, nó làm cho cái người bệnh giới hạn cái phạm vi hoạt động của khớp và nó có thể biến dạng cái khớp đó nữa nếu mà chúng ta không điều trị được kịp thời cũng xin nói thêm về các cái triệu chứng lâm sàng ở cái bệnh gút này thì người ta nhận thấy đó là nam giới thì bị nhiều hơn là nữ giới cái cơn gút cấp đầu tiên thì nó thường xuất hiện ở cái nhóm lứa tuổi từ 35 tới 55 ở nữ cũng có nhưng mà thường thì gặp sau khi mà người phụ nữ mãn kinh rồi thì nó mới gặp cái hiện tượng là viêm khớp gút này ít xảy ra khi mà người ta còn đang là trong cái chu kỳ kinh nguyệt và ở nam thì cái lứa tuổi mắc đó càng ngày nó càng trẻ hơn như tôi nói hồi nãy do các cái yếu tố về dinh dưỡng người ta dùng quá nhiều các cái chất đạm động vật làm cho cái nguy cơ axit uric tăng cao chính vì vậy mà nó thường gặp ở những cái nhóm lứa tuổi trẻ hơn người ta gọi là um, trẻ hóa cái bệnh gút này và cái điều kiện thuận lợi để nó xảy ra cái cơn gút cấp thì thường là nó xảy ra sau một cái bữa ăn rất là thịnh soạn với nhiều loại thịt cá đặc biệt là các cái loại thịt đỏ nó có nhiều purin hoặc là sau một cái buổi tiệc nhậu uống rượu nhiều thì nó cũng làm cho cái cơn gút này xuất hiện. Cái cơn gút cấp thì thường là nó xuất hiện rất là đột ngột và nó xuất hiện vào ban đêm. Bệnh nhân đang là ngủ thì phải thức dậy vì đau. Thường là đau ở cái khớp bàn ngón chân cái. Nó chiếm khoảng 60 đến 70% các cái trường hợp. Và cái khớp này thì nó thường sưng to. Mình rờ vào thì thấy nóng và nó đỏ đụng vào rất là đau chỉ có một cái đụng nhẹ thôi nó cũng làm cho người bệnh đau không thể nào chịu nổi người ta gọi là cái cơn đau gút cấp này là nó đau rất là dữ dội chỉ có một cái va chạm nhẹ thậm chí là người ta mô tả là một cái cơn gió mạnh thổi vô cái khớp đó cũng làm cho người bệnh đau điếng lên đó là cái tính chất của cái cơn đau do gút người ta thấy rằng nó chỉ có xuất hiện ở những cái khớp ngón chân cái khớp cổ chân rồi khớp bàn tay ngón tay chứ ít khi nào thấy xuất hiện ở những cái khớp lớn như là khớp cổ tay khớp háng khớp hông thì thường là um, ít có xuất hiện ở những cái khớp lớn đó ngoài ra thì các cái túi thanh dịch các cái bao gân khớp cũng có thể bị tổn thương nó làm cho cái khớp của chúng ta cử động rất khó khăn và các cái dấu hiệu viêm này nó có thể kéo dài nhiều ngày thường từ năm đến bảy ngày và các cái dấu hiệu này nó giảm dần dù là chúng ta không điều trị nhưng mà thường thì mọi người đều phải điều trị bởi vì cái cơn gút cấp nó rất là đau đớn làm cho bệnh phải tìm đến bệnh viện để chúng tôi điều trị và nó sẽ bớt dần có thể là nó sẽ khỏi một thời gian rất lâu trước khi mà nó tái phát thì thường là có thể sau cái cơn gút cấp đó năm ba tháng hoặc là thậm chí có một năm hoặc vài năm có những trường hợp 5 10 năm nó mới trở lại chính vì vậy mà làm cho người bệnh chủ quan không có điều trị tới nơi tới chốn nó sẽ trở thành cái viêm khớp gút mãn tính cái cơn gút cấp này thì nó cũng dễ tái phát thường thì nó có thể tái phát gần nhưng mà cũng có thể rất xa như tôi nói hồi nãy nó có thể kéo dài có khi trên 10 năm nó mới trở lại cái cơn gút thứ hai và cái mật độ của nó sẽ dày lên nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời bên cạnh cái thể điển hình thì cũng có một số các cái thể nó nhẹ hơn, nó kín đáo hơn, nó làm cho người bệnh chủ quan dễ dàng bỏ qua. Thì sau cái giai đoạn đó nếu mà không được điều trị thì nó sẽ xuất hiện những cái nốt topi tức là những cái u cục mà nó nằm ở những cái vị trí như là những cái khớp ngón chân cái rồi khớp ngón tay, khớp cổ chân bàn chân thì sau nhiều năm mà mình không có điều trị đó thì nó sẽ xuất hiện những cái nốt topi này và nếu mà trường hợp chúng ta không điều trị nó có thể gây hoại tử và nó có thể làm cho người bệnh bị nhiễm trùng do những cái um, tổn thương mà cái hạt tobi này nó gây ra ngoài ra thì người ta còn phát hiện một số các cái bệnh khớp do urat nữa thì thường là những cái khớp này nó tổn thương thì sẽ chậm hơn khớp thường là nó bị cứng đau khi mà người ta vận động và người ta hạn chế cái cử động của các khớp um, và nó có những cái hạt tobi kèm theo và ngoài ra thì khi mà người ta chụp x quang thì người ta thấy rằng những cái khe khớp nó bị hẹp lại và nó có thể thấy cái hình ảnh khuyết xương, cái hình hốc ở các cái đầu xương do các cái tổn thương do lắng động với urat này. Cái biểu hiện kế tiếp nữa là cái biểu hiện về thận. thì khi mà urat nó lắng động rải rác ở như trong thận nó có thể làm cho người bệnh bị sỏi thận. thì nó có khoảng từ 10 tới 20 các cái trường hợp gút nó gây ra uh, sỏi thận. Ngoài ra thì nó còn gây tổn thương các cái chức năng thận, nó gây suy thận. Thường thì nó sẽ tiến triển chậm và chính vì cái suy thận này mà nó là cái nguyên nhân gây cho người bệnh tử vong do cái biến chứng suy thận này. phần thứ năm khi mà người bệnh bị gút thì chúng ta có phải làm những cái xét nghiệm gì để chẩn đoán gút hay không? Thường á, là chúng ta xét nghiệm cái axit uric máu. Tuy nhiên có khoảng 40% bệnh nhân có cái cơn gút cấp nhưng mà khi xét nghiệm axit uric máu thì lại thấy bình thường. Đó là một số các cái trường hợp mà um, cá biệt. Ngoài ra thì cái xét nghiệm thứ hai là chúng ta định lượng cái axit uric niệu trên 24 giờ. Thì khi mà chúng ta lấy nước tiểu của người bệnh nhân đủ 24 tiếng đồng hồ để chúng ta làm xét nghiệm thì chúng ta định lượng cái nồng độ trung bình uh, gọi là axit niệu trên 24 giờ thì để người ta xác định coi là uh, cái người bệnh này do tăng bài tiết acid uric hay là do giảm tương đối acid uric nếu mà xác định được là tăng bài tiết acid uric á, thì acid niệu trên 24 giờ nó sẽ trên 60 600 mg trên 24 giờ và nếu mà nó giảm á, thì nó dưới 600 mg trên 24 giờ nếu mà cái acid uric niệu nó tăng á, thì cái người bệnh này dễ có cái nguy cơ gây sỏi thận. Ngoài ra thì khi mà có cái acid niệu này nó tăng á, thì cũng không có được dùng cái nhóm thuốc tăng đào thải axit uric cho người bệnh bởi vì nó càng làm nhanh đẩy nhanh cái quá trình gây sỏi thận. Các cái xét nghiệm khác như là xét nghiệm dịch khớp thì đây cũng là một cái xét nghiệm quan trọng để tìm các cái tinh thể urat ở như trong dịch khớp. Ngoài ra thì mình chụp ít quang để mình xác định những cái tổn thương như là hẹp các cái khe khớp, gai xương, các cái khuyết xương hình ốc ở những các đầu xương đó thì đó là mình xác định những cái tổn thương do gút gây ra đối với các cái đầu xương thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta làm thêm một số các cái xét nghiệm thường quy khác. Phần thứ sáu khi mà người bệnh bị gút đó, thì nó để lại các cái biến chứng gì? Không? thì nếu mà một người bị bệnh gút mà không được được điều trị kịp thời đó thì nó sẽ có nguy cơ xảy ra một số các cái biến chứng sau đây. Thứ nhất là bị sỏi thận thì theo thống kê đó nó có khoảng 20% bệnh nhân bị gút có cái yếu tố nguy cơ là sỏi thận. Cái nguyên nhân thì nó do sự tích tụ các cái tinh thể urat và canxi nó tạo thành sỏi. Thì nếu mà nó bị sỏi thì nó sẽ ảnh hưởng tới các cái chức năng của thận. Thứ hai là suy thận do nó giảm cái độ lọc của cầu thận. Và chính vì nó giảm độ lọc cầu thận trên cái người bị bệnh gút nó là một cái vòng luẩn quẩn bởi vì nếu mà nó giảm lọc thì nó sẽ là giảm đào thải axit uric do đó nó làm tăng axit uric trong máu và khi mà tăng axit uric trong máu thì nó lại ảnh hưởng tới thận nó làm suy giảm chức năng của thận chính vì vậy mà chúng ta điều trị sớm tránh cái biến chứng suy thận thì nó sẽ góp phần rất là quan trọng trong cái vấn đề điều trị cái bệnh gút này bởi vì nó chúng ta cắt được cái vòng luẩn quẩn giữa suy thận và tăng axit uric trong máu thứ ba nữa là các cái biến chứng hoại tử khớp thì nếu mà trường hợp chúng ta không điều trị kịp thời thì các cái hạt topi này nó nó bám vào các cái khớp nó làm cho những cái khớp đó nó thoái hóa nó hoại tử các cái khớp và nó có thể gây nhiễm trùng bội nhiễm vi khuẩn do nó nhiễm trùng các cái nốt topi này và nếu mà để lâu chúng ta không điều trị thì nó sẽ hư cái khớp đó luôn thứ tư là nó ảnh hưởng tới mạch máu thường là cái biến chứng gây hẹp cái động mạch nó có thể dẫn đến cái nguy cơ đột quỵ nhồi máu cơ tim hoặc là các cái vấn đề về tim khác thứ năm là thoái hóa khớp thì nó xảy ra khi mà các cái tinh thể urat và các cái hạt topi này nó đóng lắng động lại ở các cái ổ khớp nó gây cứng khớp và nó gây thoái hóa các cái khớp đó ngoài ra thì nó còn xuất hiện một số các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của người bệnh trong đó có vấn đề trầm cảm do người bệnh đau nhức triền miên và không đi lại được lâu ngày làm cho người bệnh có cái biểu hiện trầm cảm Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng tới vấn đề sinh dục của nam giới. Người ta nhận thấy rằng những cái người có nồng độ axit uric trong máu tăng cao thì thường là nó có những cái dấu hiệu về rối loạn cương dương ở nam giới. Nếu mà chúng ta thăm khám sớm, điều trị đúng phương pháp và kết hợp với cái chế độ ăn uống cho đúng, có cái lối sống lành mạnh thì hầu hết các cái tổn thương và các cái biến chứng do bệnh gút gây ra chúng ta đều có thể kiểm soát và ngăn chặn được. À, phần thứ bảy là tôi sẽ trình bày một cách khái quát nhất về các cái phương pháp điều trị bệnh gút hiện nay trong cái chương trình này chúng tôi chỉ có um, gửi đến quý vị những cái nét khái quát nhất vì cái lý do là cái mục tiêu của phòng khám chỉ cung cấp cho quý vị những cái kiến thức cơ bản còn nếu mà quý vị nào muốn tìm hiểu sâu về căn bệnh này thì chúng tôi sẽ hẹn với vào một cái dịp khác chúng tôi sẽ trình bày một cách chi tiết hơn à, mong quý vị đón xem về vấn đề điều trị thứ nhất là về cái nguyên tắc chung thì việc điều trị chúng ta phải điều trị cái cắt cái cơn gút cấp khi mà người bệnh xảy ra cái cơn đau gút cấp này thì chúng ta phải điều trị cắt được cái cơn gút cấp cho người bệnh thứ hai là dự phòng tái phát cái cơn gút trong đó chúng ta kiểm soát được cái nồng độ axit uric trong máu thì đó là cái mục tiêu chung của các cái phương pháp điều trị và vào điều trị cụ thể thì nó gồm một số các cái nhóm thuốc sau thứ nhất là chúng ta dùng thuốc chống viêm cái thuốc đầu tay của các bác sĩ hiện nay đó, thì chúng ta dùng cái thuốc colchicine là cái thuốc đầu tay đây là một cái loại thuốc kháng viêm giảm đau rất là đặc hiệu trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị cơn gút cấp hoặc là cái đợt cấp của cái viêm gút mãn tính thì theo cái quan điểm mới đó thì con xin thì chúng ta cũng không nên cái sử dụng cái liều quá cao vì nó cũng có một số các cái tác dụng không mong muốn do con xin gây ra và cái liều thường dùng thì chúng ta nên dùng cái liều là 1mg trên ngày và chúng ta cần dùng càng sớm càng tốt khi mà phát hiện cái cơn gút cấp thì chúng ta ngay lập tức phải sử dụng con xin trong vòng 12 giờ đầu ngoài ra chúng ta cũng có thể phối hợp với một số các cái thuốc nhóm chống viêm non steroid khác để cắt cái cơn đau gút nó hiệu quả nhất. Khi mà cái cơn gút nó đã được cắt rồi thì chúng ta phải duy trì cái xin này để chúng ta điều trị cái dự phòng tái phát. Thì thường là chúng ta sẽ dùng cái liều từ 0,5 đến 1,2mg chúng ta uống một hoặc hai lần trên một ngày. Và cái liều trung bình chúng tôi vẫn sử dụng ở bệnh viện thì trung bình là 1mg và chúng ta kéo dài ít nhất là 6 tháng để chúng ta ngừa cái dự phòng cái cơn gút tái phát cũng cần chú ý là giảm liều ở bệnh nhân có cái bệnh thận mãn tính thì chúng ta cũng phải giảm liều hơn và những cái người lớn tuổi trên 70 tuổi chúng ta cũng phải chú ý cân nhắc giảm liều cho những cái nhóm đối tượng này trong cái trường hợp mà không sử dụng được colchicine thì chúng ta có thể dự phòng bằng các cái thuốc non khác với cái liều thấp hơn ngoài ra chúng ta cũng có thể cân nhắc sử dụng corticoid đường toàn thân khi mà có các cái chỉ định của bác sĩ chuyên khoa à, song song với cái thuốc điều trị cơn gút cấp thì à, có một cái nhóm thuốc vô cùng quan trọng mà à, đa số là người bệnh hay bỏ qua đó là cái nhóm thuốc à, giảm axit uric máu và cái nhóm thuốc làm tăng thải axit uric hai nhóm thuốc này à, chúng ta dùng duy trì để kiểm soát được cái nồng độ axit uric trong máu cho người bệnh tránh những cái cơn tái phát thứ 8 là chúng ta um, phòng tránh cái bệnh gút như thế nào thì các cái phương pháp phòng tránh á, thì thứ nhất là đối với chế độ ăn uống chúng ta hạn chế những cái um, thực phẩm có nhiều chất purin như là các cái tạng động vật những cái loại thịt màu đỏ như là thịt trâu thịt bò các cái loại hải sản có vỏ như là tôm cua chẳng hạn. Đó là những cái thực phẩm mà có nhiều nhân purin, nó làm cho cái nồng độ axit uric trong máu rất là cao. Ừ, ngoài ra chúng ta không nên uống rượu bia, chúng ta giảm cân đối với những người béo phì, tập luyện thể dục thường xuyên. Ừ, đặc biệt là chúng ta phải uống nhiều nước. Trung bình chúng ta phải uống từ 2 đến 4 lít nước trên 24 giờ, đặc biệt là với những người đã đang được điều trị bệnh gút thì khi mà mình uống nước nhiều đó nó sẽ làm cho tăng cái lượng nước tiểu trong 24 giờ qua đó nó giảm được cái hạn chế tối đa được cái sự lắng động urat ở trong đường đường tiết niệu đặc biệt là ở trong thận ngoài ra chúng ta cũng nên tránh uh, sử dụng những cái loại thuốc làm tăng axit uric trong máu tránh các cái yếu tố làm khởi phát các cái cơn gút cấp như là stress hay là chấn thương chẳng hạn uh, cuối cùng thì uh, mọi người nên có một cái lối sống lành mạnh cả về thể chất và tinh thần để tăng cường cái sức đề kháng chống lại nhiều cái bệnh tật khác nhau chứ không riêng gì bệnh gút. Trên đây tôi đã trình bày với quý vị về các cái nguyên nhân triệu chứng các cái phương pháp điều trị và dự phòng bệnh gút. Mong rằng những cái thông tin trên đây sẽ là những cái thông tin rất hữu ích cho cộng đồng trong cái công cuộc bảo vệ sức khỏe cho con người. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi xin quý vị like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần xin kính chào quý vị